Rồi, xin Chúa chúc lành cho chúng con. Rồi, con. Con thưa Cha, nay con vào đây con tạ ơn Chúa, con cảm ơn Cha và cộng đồng cầu nguyện cho gia đình con được ba ơn trọng đại nhất, còn nhiều ơn hơn cả. Thứ nhất là con trai con bỏ Chúa 25 đây. Năm ngoái cháu vào đây. Bao nhiêu năm? 20 năm mà nó 20 năm bỏ Chúa, nó bao nhiêu tuổi? Cháu năm nay cháu 43. 43 là 23 tuổi đã bỏ Chúa, 20 năm bỏ Chúa, rồi sau đó nó được ơn trở lại như thế nào? Cháu thì năm ngoái cho cả gia đình nhà con vào trong này thì cũng đến giáo điểm tin mừng 2 ngày. Thì ngày thứ nhất cháu vào Cha đặt tay cháu về bảo cháu vẫn không nghe, cháu chịu không tội. Cái ngày thứ hai, tuần thứ hai cháu lại đến thì là về cháu là vào nhà thờ Hồng Xanh cháu xin tội. Cháu phải đại Cha con ở ngoài Bắc. Thế thì Hallelujah. Rồi, ơn thứ hai. Thứ hai, con râu con là Tân Tòng. Mà cháu cứ con thai thì cháu lại tất lưu mà ba bốn. Lại lưu nữa. Ba bốn lần liều. Lưu chứ phải liều. Lần là ba bốn lần liền. À, lần ba bốn lần liền. Ba bốn lần liền bị lưu rồi. Thế thì cháu vào đây cũng là bằng đầy năm ngoái đấy. Thì cháu xin Cha và cộng đoàn cầu nguyện cho cháu. Cha đặt tay cho cháu về. Cháu có thai giờ còn cơ tháng nữa thì cháu sinh thì xin Cha với cộng. Rồi, ông thứ ba. Ông thứ ba thì bây giờ thì cách mấy năm nay rồi thì chưa, con chưa biết cháu điểm tin mừng mà chưa biết Cha. Thì cái cháu nhà con sinh được 10 ngày thì cháu đi cấp cứu thì cháu cứ tím người lại cháu. Từ bây giờ cho đến 10 ngày sau thì cháu không gì, chỉ lâm cái máy châu của cháu. Thế đến ngày thứ 9 thì nhắn tin cho Cha là Cha cầu nguyện với cộng đoàn cầu nguyện cho cháu. Thì đến sáng ngày thứ 10 là cháu tỉnh. Sáng ngày thứ 10 thì cháu tỉnh, mà cháu tỉnh rất nhanh. Bác sĩ bảo làm sao mà thì con này nó tỉnh nhanh thế, xong không đứa nào nó dậy và nó đòi ăn ngay được. Rồi, đây tôi gửi tặng cho cái thằng 20 năm bỏ Chúa nha. Cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Và tặng cho nó tấm ảnh để nó bám chặt lấy Chúa. Vì ma quỷ nó đang đi lên, nó giữ thằng đó 20 năm mà bây giờ bị sộc mất cái thằng đó. Cho nó nghe CD Bước Đi Trong Tin Yêu, những ca khúc ngợi khen lòng thương xót Chúa, và cho nó cuốn sách này để nó biết lần chuối lòng thương xót của Chúa. Rồi xin mời cái ông đó với cái bà trọng đây này.